Một bộ phận lính đánh thuê Wagner được cho là đã trở lại Donetsk. Hãng thông tấn ABC Ukraine ngày 27 tháng 9 dẫn lời phát ngôn viên Ilya Yevplas của lực lượng miền đông Ukraine cho hay một bộ phận lính đánh thuê Wagner của Nga đã rời Belarus và quay lại tiền tuyến ở Donetsk. Theo đó, Wagner có khoảng 8.000 tay súng ở Belarus, trong đó có một số đã đi châu Phi và khoảng 500 người quay lại mặt trận miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đang đàm phán lại hợp đồng với lực lượng lính đánh thuê này để phục vụ trong vai trò chiến đấu hoặc hướng dẫn, theo ông Yevplas. Lính đánh thuê Wagner đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga chiếm được thành phố Bakhmut hồi tháng 5, sau một trong những trận chiến dài nhất và khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 19 tháng của Moscow ở Ukraine. Họ rời Bakhmut sau trận chiến và một số đến Belarus theo một thỏa thuận chấm dứt cuộc binh biến ngắn ngủi của Wagner vào tháng 6, trong đó họ nắm quyền kiểm soát một trụ sở quân sự Nga và hành quân đến Moscow. Tuy nhiên, phát ngôn viên trên cho rằng lính Wagner không phải là mối đe dọa đáng kể, sau khi lãnh đạo của họ là ông Yevgeny Prigozhin thiệt mạng. Ông Prigozhin thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại tỉnh Tver của Nga hôm 23 tháng 8. Theo AFP, Quốc hội Bulgaria ngày 27 tháng 9 quyết định gửi các hệ thống tên lửa phòng không thời Liên Xô cũ cho Ukraine. Một số lượng tên lửa đất đối không F-300 chưa được công bố sẽ được gửi đến Ukraine sau quyết định của các nghị sĩ Bulgaria. Đây là số tên lửa mà Bulgaria nói rằng mình không thể sửa chữa. Đô đốc Emil Ivitimov của Bulgaria cho biết rằng số tên lửa này đã được sản xuất trước. Bulgaria không thể sửa chữa những tên lửa bị lỗi nhưng sẽ gửi chúng cho phòng không Ukraine, theo ông Hristo Gazev, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Bulgaria. Ngoài ra, Bulgaria cũng sẽ gửi đạn dược cho vũ khí nhỏ lấy từ kho của cảnh sát. Là thành viên NATO và EU, Bulgaria vẫn giữ một số lượng lớn vũ khí thời Liên Xô cũ và còn sản xuất vũ khí nhỏ và đạn dược. Phản ứng về thông tin trên, hãng TASS đưa tin cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga kêu gọi Bulgaria xem xét lại quyết định gửi F-300 cho Ukraine vì điều này sẽ vi phạm luật thỏa thuận song phương. Cơ quan trên nói rằng điều 4 thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Nga và Bulgaria ngày 5 tháng 9 năm 2002 cấm việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nga. Một quan chức hàng đầu về thương mại của Liên Hiệp Quốc ngày 27 tháng 9 nói rằng động thái của Ukraine nhằm tạo kênh xuất khẩu ngũ cốc là bước tích cực đối với an ninh lương thực toàn cầu, dù nỗ lực vẫn tiếp tục thực hiện để đạt thỏa thuận mới về hành lang Biển Đen.